Uh, những thực phẩm con đã cúng lên bàn thờ của gia đình rồi như bánh kẹo thì sau đó có thể đặt vào bát của chư tăng khi các ngài đi khất thực không các ngài thọ nhận có thọ nhận không có hợp lực và phước báo nào phát sinh hay không thì uh, cái chuyện mà quý vị bố thí đó, thì chắc chắn là nó sẽ có phước nè, cái chuyện bố thí thì chắc chắn là nó sẽ có phước À, tuy nhiên á, là các vị tỳ kheo thì sẽ không thọ nhận đồ vật dành đã dành cho trời à, thần quỷ vật có nghĩa là đồ mà cúng cho các cái hàng phi nhân thì à, chư vị tỳ kheo sẽ không có dùng đấy à, thành ra thì à, khi mũ vị đặt nếu chưa tăng không biết thì thôi sẽ không nói tới mà nếu mà chưa tăng biết á, thì các ngài sẽ không có dùng ha? nhận thì có thể là vì lòng từ bi các ngài sẽ nhận nhưng mà dùng thì các ngài sẽ không có dùng